Dạ. Chào chị Trâm. Sáng nay em sẽ đi phóng xanh tôm tép cho chị. Là những cái loại mà bị kích điện chết rồi ạ. Thì em có dặn là để sống để cho chị phóng xanh. Rồi bây giờ mình sẽ qua nhà ngư dân đó. Và cá ở đây rất là to. Tôm tép cũng vậy, họ đánh bắt rất là nhiều. Chỗ này dạng giống như dừa vậy đó. Mà em cũng không cần phải đi theo nữa. Hẹn tới giờ rồi họ đem lên. Bây giờ mình đi kiểm tra nha.